thằng cái dây bà đi về đây mà cái hàng. Quay mặt qua đây con. Đi bắt đó, đi bắt đó ai lau này kia không? Không biết nơi vợ nó xài á, nó xài vậy thì vợ cuối cùng kiếm ba đồ cái gì đó ai đâu? Xài đi kiếm đó mà vợ không có điện thoại liên lạc. Cái báo em phường chưa? Có là báo là phường rồi phường. Rồi em không có làm đâu. Rồi em điện cho. Lên gọi em ơi. Mẹ tôi với lại Hiếu nè, cũng em cây thanh. Điện thứ ba đi Đà Nẵng á, thứ ba có điện gì trở. Điện trở nó kêu vợ chồng thì vừa tới công an á. Bên nó hái gặp. Wow, hơn dữ trời ơi.